bé miệng còn hôi sữa đó, trời ơi sexy lady nè, trời ơi chết luôn, chết luôn, thôi rồi thôi rồi, trời ơi coi nè nít chân chứ đó, trời ơi sexy lady nữa nè. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu một cái game. Như các bạn cũng đã thấy rồi đó. Cái game tên gì thì mình tự đặt đi. Cái này Hiếu Niên Anh Hùng đi. Đó, ừ, vậy cho nó đẹp. Đây là con trẻ 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 không nè. Ơi, gái xinh nè. Trai đẹp nè, đó. Rồi có con nít nữa nè, đó. Vậy cái game này là mình nói trước đó là nó free whip VIP 5 và 1 triệu kim cương. Nhưng mà phải dùng thâu nha các bạn. Có link chúng mình sẽ để dưới. Mình nói tiếng Anh không có hay nên các bạn thông cảm. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn là đăng ký vào game nha. Đây. Mình đặt tên gì thì mình bấm vào đây luôn là nó tự vô. Đó, như kênh của mình. Rồi ở dưới. Đó. Rồi bấm vô. Rồi ok. Đây là chỉ có một server duy nhất nha các bạn. À, chỉ có một server thôi. Chọn trai hay chọn gái là tùy các bạn nha. Đó. Gái nhìn cũng quyến rũ lắm. Thôi mình chọn gái đi. Đặt tên luôn. Game này cũng không có gì gọi là rườm rà nên mình sẽ giới thiệu vắn tắt cho các bạn ha. Ủa cái game này mình tắt tiếng hay gì á? Nếu mình mở tiếng mà ta. Thôi kệ đi. Đó các bạn thấy không? Tướng là 5 sao hết nha. Mình khuyên các bạn là các bạn có được kim cương thì các bạn đừng nên xài kim cương vô tội vạ vào việc quay tướng. Mình đã thử 1 mét kim cương là không quay được bao nhiêu tướng cả. Các bạn hãy kiếm cho mình một hai con tướng 4 sao và lấy hồn những con tướng kia nâng lên 4 sao. Các bạn chơi có bộ có lý hơn á. Hoặc đổi kim cương bằng những việc khác như là mua skin nè. Đó. Đây cũng có mua skin của nhân vật nữa nha các bạn. Ở đồ họa bao đẹp luôn nè không? Sao kỳ ta mở tiếng không lên ta? Không có tiếng luôn á. Bấm lướt qua phần này đi. Đó, nhân vật 3S là 4 sao nha các bạn. Đây là A là 1 sao. S là 2 sao. Rồi S là 2 3 sao. Còn 3S là 4 sao. Mình đã thử rồi nha các bạn. Các bạn mở ra nhân vật mà 4 sao thì các bạn không bao giờ mà có thì nó có xúc tiến luôn nha các bạn. Cái link xúc tiến chúng mình sẽ để ở dưới cho các bạn. Chơi game có vẻ im lặng quá ta. Để mình lồng tiếng vào cho các bạn nha. Nhân vật này chỉ có 1 sao. Đánh cũng được lắm nha các bạn. Skill cũng đẹp. Để lồng tiếng nha. Chiu. Bùm. Chiu 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 chiu. Ừ nổ nè, lên nổ nè. Dạ, bùm. Chiu 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 chiu. Bùm 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 bùm. Dạ, đùng đùng đùng. Chiu 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 chiu. Dạ, chà. Ừ. Rồi, nhân vật đã chết. Giờ không biết mình chỉnh ở đâu mà giờ nó không có tiếng luôn à.
Thôi bây giờ để mình lồng tiếng đánh vô cho các bạn xem nha, đỡ buồn. Các bạn cứ chạy nhiệm vụ nha, chút mở tính năng hư thì các bạn mới lấy được kim cương kia nha. Chiêu 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 bùm 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 chiêu bùm 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 chiêu chiêu cha ya 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 chiêu cha cha ha ư ya cha ya này lên nổ này quên đánh chuột đâu rồi ya đùng ya bùm cái nữa này ya cha 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 mà chưa chết luôn. Dạ cái nữa nó chết rồi, nó chết rồi. Nếu các bạn có thấy mình lầm tiếng hay không, như một thằng tự kỷ. Thôi mỗi miệng mà nghĩ lập tiếng mà không có ai đăng ký hay bấm like gì hết buồn chứ, mình nhiệt tình vậy mà không thấy anh em bấm like bấm share hay là đăng ký kênh ủng hộ cho mình chứ. Nếu mình còn có tinh thần ra những cái game mới nữa, mặc dù những game này có nhiều anh em đã biết rồi đó, nhưng còn một số anh em chưa biết mà chúng ta hãy like và share để nhiều anh em cùng biết chứ. Trời ơi buồn thiệt. Đó đánh với bot nè. Các bạn có công nhận với mình là đồ họa game này đẹp không? Thôi ơi coi. Chỉnh cho độ chậm cho dễ coi. Đó. Đó, mở ra là nhận được hồn đó, hồn tướng thằng bé miệng còn hôi sữa. Các bạn thấy không, có skin đàng hoàng nha, nên đừng phí phạm kim cương. Chút tướng thì mỗi ngày được hình như là 50.000 kim cương á. Còn đây đầu vô các bạn không xúc tiến, không dùng thâu gầm cái GM ấy, thì chúng ta được VIP 5 và 28.000 kim cương. Ở bên mình thì còn rất rất là nhiều cái con game, nhưng mà các bạn xem lượt xem mình thấy ít quá, chứ không ai like cũng không ai đăng ký cũng không ai share hết. Ồ thấy cũng buồn, tuổi hơn nên làm biết làm. Giờ cái kho game của mình chắc cũng đầy tràn luôn. Có Big Game Mobile nữa nè, bản Trung Quốc chứ không được lậu nha. China chứ đừng nói Trung Quốc. Nói chung thì cái bản nó chơi thì nó đỡ lắc. Với lại cái mình thích nhất ở đó là nó đỡ hack. Có nhiều anh em mình mà thử những cái skin tướng đẹp ha, test tướng mới đồ. Còn Pokemon XYZ nữa. Kiếm hới, kiếm tiên rồi tùm lum hết. Các bạn nhớ xem xong nhớ cho mình một like một share, và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký và bấm vào cái quả chuông kế bên nha, cái nút đỏ đỏ ở dưới cái video nè. Rồi mình đi làm về, rồi mình cũng đâu có giàu có gì đâu, các bạn cũng phải đi làm về đó, dành chút thời gian để mà tạo clip hướng dẫn các bạn. Mình biết là có nhiều kênh đã hướng dẫn đó, có nhiều cái nói chung là nhiều người đã hướng dẫn những cái game này, nhưng mà cũng còn một số bạn là chưa biết, nên mình làm cái này là để cho những bạn mà chưa biết nhờ chơi, không phải là chơi đam mê gì, nói chung là chơi xả stress đó, chờ mình ra những game mới đó, tìm những game mới cho các bạn. Vậy mà không thấy ai đăng ký hả? Để
chút mình qua cái ạc mình vào chơi vài ngày cho các bạn xem. Trời ơi, chơi cũng được chứ đâu phải là không được đâu. Không thấy anh em nào like xe gì hết. Trời ơi. Về chưa ăn uống gì luôn nè, đi làm về chưa ăn uống gì luôn á. Ăn cơm đâu cũng chưa ăn nữa nè, đó, vô làm clip cho các bạn nè. Xong mà còn phải edit chỉnh sửa lại nữa, trời ơi. Tôi nói nhiều các bạn nói mình than nữa. Thật ra là mình than thiệt. Khổ quá mà. Riết rồi thấy YouTube quá trời kênh luôn. Cạnh tranh không nổi. Thôi bấm cho nó lẹ lẹ. Ngồi nói chuyện riết. Than không mấy bạn bỏ kênh nữa. Trời trời, lâu như vậy đâu rồi, cái hầm hư đâu. Nè, nó cho chúng ta viết năm này nha các bạn. Đó. Cái này không biết là mua hay là gì đây. Đậu xanh rau muống mắm tôm. Đây. Tôi tìm thấy hầm hư, bữa quên coi. Đó. Các bạn để ý nha, đây là 29 nha. Bây giờ mình vào ha, đó, đây. Mình để sẵn luôn. Đó, quận. Đây là server mình chơi nha, đây là tài khoản nè. Đó, đây là mình nhận được gói kim cương nè. Đó. Đây là mật khẩu nè. Đây là chỗ nạp tiền vô nè, nạp kim cương nè, đó. Nạp vô VIP 15 nè, đó, nạp vàng nè, đó. Giờ mình test thử cho các bạn xem nha. À, bấm vào cái cục màu xanh nha các bạn. Đó, nó hiện như vậy là đã gửi thành công nè. Đó. Đó, bây giờ vào game nè. Đâu rồi, hư rồi, đây. Đó. Bạn thấy gì không? Trời ơi. Quà của 5 VIP nè, lụm luôn, hốt luôn. Ừ. Đó, 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 đó. Rồi đi vô mở thôi. Đó nè. Đó, được 70.000 đó. Trân châu kim sa hột lựu gì đó, đó quá trời đó. Ơi, có skin này đẹp ghê không? Chết được. Ơi, 60 hồn nữa chứ. Mà nó cho hồn tướng nào vậy ta? À con này. Rồi tướng 2S quá ngon luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Con nào đâu đây 2S nè. Trời ơi, nâng lên 3S là 4S luôn nè. Trời ơi, ủa 3S nè. Trời đồ cho phi mà thiệt chứ. Cho vậy là chết rồi, được 3 sao nè, 4 sao nè. Trời ơi. Giờ ra chúng ta làm gì, có tiền chúng ta làm gì nè. Đó. Nhẹ nhàng bấm vào đây. Gì vậy? Đó, bấm vào. Gị câu được cái gì đây? Muốn quạt à? Đó được 2S, trời ơi. Mục tiêu của mình là đang kiếm một con 3S là nghỉ. Lần đầu các bạn mở không? Tụi ra tướng thấy mà ham luôn vậy. Lần thứ hai thứ ba ra đâu có bao nhiêu đâu. Đó, ngồi trên xe tướng gì đây? Ừ, 1S. Thấy không? Ham ra là giờ thấy nản rồi đó. Được có mấy đứa à. Ừ, kéo kéo bộ nặng lắm. Lên coi gì nè. Ý, ý, ý. Ba ớt. Đúng rồi, trời ơi, cái con này hôm bữa hôm rày mình đang kiếm. Thôi lấy cái ạc này chơi luôn quá. Trời ơi, mới lần thứ ba thứ tư gì mà mở được em rồi. Ừ, nặng, nghĩ lên, ừ. Cái gì đây, cái gì? Ủa, con này tào lao lắm bạn ơi. Nè đó, thằng bé miệng còn hôi sữa nè. Đó, ngậm cái nắm vú, cầm cái kiếm.
có rồi là nó cho mình hồn nha các bạn. Đó, hồn tấn nè. Mình chắc mình mở khoảng 10 lần, 20 lần gì đó, mình không mở nữa quá. Tốn lắm, thấy vậy chứ tốn lắm. Các bạn mở chút xíu rồi, khoảng 40 lần là hết rồi. Đợt này mở không có ra gì hết. Hai ớt thì quá trời. Thì tạm thời như đây thôi, nghỉ. Đi vào, sắp xếp đội hình. Được tối đa có 5 người nha các bạn, đó. Bây giờ mình qua cái đội hình của mình chơi hôm qua, mình cho các bạn xem nha. Đó, đây có khung nữa nè, chọn đi nha, chọn được nè. Đó, đây là vào cái nick hôm qua mình chơi nè. Chơi mới có chút xíu à, phải đi ngủ mai dậy đi làm rồi. Đây level 21. Đó một ớt. Đó một con ba ớt nè, một con ba ớt nữa nè. Ở đây là hai con nè. Để mình quay hết tiền luôn nè, bởi vậy mình khuyên các bạn là đừng có nên dại dột giống mình mà làm cho hết tiền nha. Bây giờ có chơi được nữa đâu. À thì đẹp hết trời coi nè. Bây giờ còn gì nữa đâu mà chơi. Tướng nè, nó có skin nè, đổi nè, đó, đổi nhân vật luôn nè. Đó, còn ba ếch nè, nó có được với một miếng hồn rồi đâu. Các bạn không có tìm được hồn của nó ngoài cách nè, đó. Lấy cái này. 160 hồn tìm đâu ra. Đó, cái con hai ớt thì các bạn có thể tìm được nè. Đó, đi phó bản đập. Lướt sơ vàng tướng nè, đó cho các bạn xem. Bé miệng còn hôi sữa, đó trời ơi sexy lady nè. Trời ơi chết luôn thôi rồi thôi rồi. Trời ơi coi nè. Nít chân chứ. Đó, trời ơi sexy lady nữa nè. Đó, trời ơi, tướng nè, cầm dù đó. Đó. Các bạn nào chưa biết cách download link á thì các bạn nhớ coi hết video ở khúc sau á nha. Nó có hướng dẫn chúng ta là cách chơi. Trời ơi, con nít vô đây nè, nít vô đây đánh lộn gì. Đó, hết tướng 2 ớt, giờ qua tướng 1 ớt. Nè, con này nè, đó, mình cũng lên được nè, 4 sao. Cách tìm cũng quá là đơn giản, dễ dàng. Hình ảnh cũng đẹp mắt ha. Đó, trời ơi. Đó, tướng bự sự không, mà tiếc. Chất chỉ có A thôi. Đây là khi mà các bạn mở ra con này nó sẽ nói là Naka, có nghe kỹ là sẽ thấy Naka. Đó nè có hai bánh xe nè, đó. Ờ vũ khí bự không? Đụng nó cái nó vuốt tóc rồi nè, nó bấm vào nó cái nó vuốt tóc chứ không có làm gì hết. Đẹp trai như vậy thôi. Đó trời ơi tướng. Quá trời đẹp luôn, sexy luôn trời ơi con này. Ôi giời ơi. Hết rồi, đây là quay lại con tướng của mình đấy. Hết rồi đó các bạn. Ở dưới cũng còn 5 em mình chưa mở được. Đây em này nãy bên kia mình mở được. Gần 1 mét kim cương đó các bạn. 1 triệu kim cương đó. Triệu kim cương mà chưa full được cái dạng tướng. Đó cái tỳ bà này trời ơi toàn là nhân vật sexy không. Đó, tướng mình chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cái skin đâu rồi ta. Không nhớ rồi. Nè 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 đây nè các bạn, đó trời ơi. Hết tiền rồi, không có mua được mấy cái skin này. Đó, mua trời ơi. Nè, ó 7 ngày, 30 ngày, đó, 90 ngày. Chơi 7 ngày là đem dẹp được rồi. Trời ơi, đẹp ghê không? Trời ơi. Đó, thiếu nữ này nữa. Đó, ừ, đó, đẹp ghê không? Đó, phun nhân nè, đó, đây xuống đây luôn, bikini hai mảnh, ủa không phải hả?
Trời ơi, treo đầu dê bán thịt chó nè. Trời ơi, ta tưởng là bikini hai mảnh. Thế ná, thế ná. Thiệt chứ. Có được bikini hai mảnh đâu. Thì để như vậy cho nó đẹp đó. Quá đẹp luôn. Rồi, bye bye các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn xem xong nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Để ủng hộ cho mình có động lực làm những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Em đừng quên ở cuối video có phần hướng dẫn download nha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây. Click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó. Là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.